Hello, mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì sáng ngày hôm nay là mình ở nhà mình chạy cát chạy đá. Thì từ sáng tới giờ mình đã chở được 2 chuyến đá 1-2 rồi. Thì hiện tại bây giờ đang là 9:20. Hôm nay mình có một cái chuyến đi lấy cát ở một nơi mà mình chưa từng đi nha. Đây mình quay cho tất cả mọi người thấy, nó rất là đẹp. Cảnh này rất đẹp luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn này, cái đường này. Đấy, cái đường rất là dốc luôn. Hồi xưa là mình đi bộ đội là mình hay đi làm ở đây này. Đi làm ở đây nha mọi người. Mình cũng hay đi làm ở đây lắm. Mình chưa biết cái bãi cát này nó ở đâu nữa. Còn mình hỏi cái anh kia thì anh bảo cứ đi thẳng theo cái đường này là tới. Đấy, cái đường này dốc rất là cao luôn. Bây giờ mình phải bò số 2 này, cái dốc này cực kỳ cao. Dốc này chắc là 23% đó mọi người, hơn 23%. Đây mình quay lại cho mọi người coi này. Đấy, mọi người có thể thấy nó dốc đến cỡ nào. Ở đây mình có cái dây, nếu mình có cái dây mình treo thử cái một vật nào đó là nó xiên thế này này. Cực kỳ dốc luôn. Và ở đây á, hồi xưa là mình đi bộ đội là đi ở đây nha mọi người. Tiểu đoàn của mình là tiểu đoàn 304. Hồi xưa mình có đi huấn luyện ở đây. Và bây giờ mình cũng có cơ hội được đi thăm lại cái hồi xưa, chiến trường hồi xưa mình đi. Bên đây là hồi trước mình đi chặt cây lộ bên đây này. Đó, phía bên đây nha mọi người. Đây này, là mình đi chặt cây lộ này. Đấy, bây giờ quay trước cho mọi người coi này. Bãi cát nằm ở đâu vậy? Bãi cát đó. Không biết luôn à. Nữa.
cái mỏ cát điền nào anh? Mỏ cát á, mỏ cát điền này á. Rồi rồi, em cảm ơn nhá. À, đi đường này. Được rồi, đi đường này đúng rồi. Mình nhìn từ xa hình như là có kia rồi. À kia rồi, mình thấy bãi cát kia rồi. Đường này rất là xấu. Đường này cực kỳ xấu luôn. Kia rồi, mình thấy bãi cát kia rồi. Ok. Mình thấy bãi cát kia rồi. Đường này xấu quá mọi người. Cực kỳ xấu luôn. Mọi người có thể nhìn thấy bãi cát kia không? Đấy, bên kia kìa. Phía tay phải mình đó. Mà đường này thì rất là xấu. Xem cái cảnh mà người ta múc ở đây nhá, xem nó như thế nào. Ơi, uống miếng nước rồi, khát nước quá. Ủa, vào đây rất là xa luôn.
máy luôn. Tí nữa mình sẽ chêm nước làm mát với lại chêm thêm ít nhớt, nhớt máy nữa mọi người. Cắt đẹp, cắt cực kỳ đẹp luôn. Quay to rơi quá à. Ôi, quên à, cháy chưa? Này tưởng tắt chứ. Bao nhiêu xe đây anh? 780 à? 2 xe, 1 xe là 780 nhân 2 50. 1.650.000 à. Một triệu sáu rồi, 1.500.000 chứ đúng không? Đó, nhân anh chưa nhân à? Chưa. Đây 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 em cũng đi làm rồi rồi, trực viện 50. Đi chiều hôm qua nếu có người ta lấy sợ hết đấy. Lúc nào mà đây, có hết không? Để dành dạ dạ, không phải để chuyến chứ không thì chết em ạ. Ờ nhờ, nhờ nhờ anh qua đẩy hộ cái cabin với em để em chêm nhất với hay thiếu nhất. Đẩy ngược cabin với em ấy, cái cabin này đẩy nặng lắm. Để em chêm thêm nhất máy mà. Ô chạy này chắc nặng lắm. Chắc nặng lắm. Anh coi bên kia này. Sẽ cái cabin này nó nặng. Nhìn thấy đường về là em thấy sợ rồi đó. Đây, 2, 3. Rồi, cảm ơn nha. Được rồi. Chêm thêm nhất máy nữa về. Có mang sẵn đây.
Này, mình chêm thôi chứ nó. Rồi. Ok. Này mình luôn để theo xe. Còn cái nước. Nước làm mát. Nước làm mát cũng hết rồi. Rồi ít nước làm mát rồi. Có cái chai nào không cho em xin lấy nước anh ơi. Cái chai nước không không trống. Hoặc là cái cao cũng được. Không 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 thấy. Hồi lấy đại cái tô. Tô này lại về hết rồi. Có cái tô này nó bể rồi. Cái này cùng cùng không phải hai cái lồng nhau được. Đầy rồi. Thôi lấy nước đây đi. Ok. Rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Này khuyên khóa này mất rồi thôi. Trời ơi. Này mình quên khóa rồi. Anh. Nhớ anh để hộ cái này để em khóa này, thằng này quên khóa mất. Thế là nhờ để cho nó an toàn á, quên cái này quên khóa. Anh để đoạn đây thôi. Ở đây này. Được không? Rồi, được rồi. Em rồi, em cảm ơn nhá, về đó. Lại thêm một phát móp nữa. Ấy chà, thêm một phát móp cái bứng mình rồi mọi người ơi. Nhưng không sao. Thế là chỉ bình thường thôi. Về thôi. Tay dơ quá. Mong sao cái chuyến về của mình sẽ thuận lợi, không bị gì nha mọi người. Cái đường mình thấy cái đường cực kỳ sợ đường luôn. Cái đường rất là sợ luôn mọi người. Dốc 23% đấy. Rồi, lên đường. Tầm 10% chặng đường rồi. Giờ mình đang chạy về. Xe rất là nặng nên là mình không
không thể đi nhanh được. Cái dốc này để mình coi cái dốc này mình nên lên số mấy đây. Hiện tại mình đang sổ xuống số 2 nhá. Xe hàng mình rất là nặng luôn, ở đây toàn là dốc cao. Rồi coi là cái như dốc này có thể là lên số 1 được. Số 1 thường, chắc được. Mình sẽ lên số 1 thường. Không, để mình lên số 2 thường trước đi. Số 1 không có đồng tốc nên là mình phải đứng lại luôn. Rồi, tại vì mình chạy mình quen cái xe là mình cũng ước chừng được cái số nào nó lên được cái dốc nào nha. Đây là mình đang lên số 1 thường.
nơi đổ nha mọi người. Đây là người ta làm trại heo ở xã Đắc Trục. Hồi trước mình có làm video làm trại heo ở xã Sa Long nha, đây là còn đây là xã Đắc Trục nha mọi người. Tầm 2 giờ gì đó mới tới nơi được. 2 giờ à? Dạ, chứ đường nó xa quá mà. Cái này một buổi bao nhiêu đấy? Không biết nữa. Bên đấy chuyển khoản. Chuyển nhanh nhanh để lắp xe kia nhá. Vâng. Rồi giờ mình sẽ quen tới 10. Rất cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chúc tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy